Thưa quý vị, là phụ huynh thì ai cũng mong muốn con mình đạt được chiều cao lý tưởng khi trưởng thành. Bình thường trẻ sơ sinh sẽ có chiều cao trung bình khoảng 50 cm. Trong năm đầu tiên thì trẻ sẽ tăng khoảng 25 cm. Trong 2 năm kế tiếp, mỗi năm trẻ sẽ tăng 10 cm. Và từ 3 tuổi trở lên cho đến lúc dậy thì, mỗi năm trẻ sẽ tăng thêm khoảng 5 cm. Nếu trẻ không đạt được các mốc tăng trưởng về chiều cao theo từng độ tuổi thì sẽ được gọi là chậm tăng trưởng chiều cao. Nhằm phát hiện sớm, điều trị kịp thời và cải thiện chất lượng sống cho trẻ khi trưởng thành, thì từ nay cho đến ngày 6 tháng 7 năm 2019, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tầm soát chậm tăng trưởng chiều cao cho trẻ vào các buổi sáng thứ bảy hàng tuần. Lo lắng vì chiều cao của con trai bị chững lại dù con đang ở độ tuổi tăng trưởng, chị Mỹ Nhung đưa bé tìm đến Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, qua khám tầm soát cùng việc thực hiện các xét nghiệm và hình ảnh học chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán bé bị thiếu hóc môn tăng trưởng dẫn đến chậm phát triển về chiều cao. Thì bác sĩ cho tiêm hóc môn tăng trưởng hàng đêm, trước khi đi ngủ thì sẽ tiêm một mũi và tiêm dưới da. Ban đầu thì cũng hơi khó khăn tại vì mình hơi nhát, nhưng mà sau một thời gian mình tiêm thì mình thấy cũng bình thường, nó rất là đơn giản và dễ dàng tiêm cho cháu hàng đêm. Sau hơn 14 tháng điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh bằng phương pháp tiêm hóc môn tăng trưởng, chiều cao của bé đã tăng thêm 12 cm. Quá trình điều trị vẫn sẽ được tiếp tục cho đến khi bé đạt được chiều cao đích đến. Chúng ta cũng cần phải lưu ý là thuốc không phải là tất cả, mà chúng ta cần phải kết hợp thuốc hóc môn tăng trưởng với cả các cái chế độ như là ăn uống cho nó hợp lý, đủ các chất dinh dưỡng, hài hòa các chất dinh dưỡng với nhau và có một chế độ vận động đúng và có đủ tăng cường vận động, thì cái đó cũng là một cái yếu tố rất quan trọng để nó góp phần làm cho cái cải thiện được chiều cao. Dạ, con có cảm thấy mình hơi cao lên chút, nhưng mà từ từ thì con thấy cao lên nhiều và thấy kết quả thì con rất là vui. Cảm thấy là nó, những cái cố gắng của mình nó được có kết quả. Chị cũng cảm thấy rất là vui cho con. Chị rất là cảm động. Chị cảm thấy là rất là may mắn vì mình được tiếp xúc sớm và đúng thời điểm với cái chương trình này. Với cái khoa học bây giờ nó tiến bộ mà mình lại, con mình nó bị cái bệnh như vậy thì mà mình lại có được cái cơ hội để mà tiếp xúc với nó và có cơ hội để mà nâng cao chiều cao cho con. Nếu mà mình không phát hiện ra thì mình không biết là tương lai của con mình sẽ như thế nào. Việc chẩn đoán và điều trị cho trẻ chậm tăng trưởng chiều cao được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn cho những trẻ còn nhỏ được điều trị chuyên khoa nội tiết nhi, và khi trẻ ở độ tuổi thiếu niên sẽ được điều trị tại chuyên khoa nội tiết người lớn. Việc phát hiện sớm, tìm được nguyên nhân, có hướng điều trị đúng và kịp thời sẽ giúp cải thiện quá trình tăng trưởng chiều cao cho trẻ đạt hiệu quả. Nếu mà bé được theo dõi biểu đồ tăng trưởng từ rất là sớm, từ lúc sinh, thì chúng ta có thể phát hiện sớm hơn 5 tuổi. Nếu mà phát hiện sớm 5 tuổi thì chúng ta điều trị cũng rất có hiệu quả. Lý tưởng á, thì bố mẹ thì phải có một cái biểu đồ tăng trưởng cho trẻ ngay từ lúc mới sinh. Ví dụ trẻ sinh ra cân nặng như vậy, chiều cao như vậy thì mình sẽ vẽ lên cái biểu đồ tăng trưởng. Sau đó thì mình cứ theo dõi định kỳ, trong mỗi 6 tháng 1 năm mình đo cân cho trẻ và mình sẽ vẽ trên cái biểu đồ tăng trưởng. Mình sẽ vẽ được một cái đường tăng trưởng của trẻ. Bình thường á, thì cái đường tăng trưởng nó ở trong cái kênh bình thường. Nhưng mà nếu mà đường tăng trưởng nó đi xuống hoặc là đi ngang, có nghĩa là trẻ này có vấn đề về tăng trưởng, thì bố mẹ nên đưa trẻ đến khám bác sĩ nhi để người ta phát hiện được cái nguyên nhân tại sao mà bé chậm tăng trưởng để mà điều trị kịp thời cho bé. Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chương trình tầm soát chậm tăng trưởng chiều cao. Các bé trai và bé gái nếu thấy tăng chiều cao thấp hơn 5 cm một năm và chưa dậy thì có thể đưa bé đến tầm soát tại phòng khám nhi Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng chậm tăng trưởng chiều cao của trẻ. Trẻ cần được làm đủ các xét nghiệm để xác định chính xác nguyên nhân và hướng điều trị đúng. Vì vậy, rất cần có sự hợp tác và tuân thủ quy trình khám chặt chẽ của phụ huynh.